Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia sự kiện mừng sinh nhật 5 tuổi của Binance để các bạn có thể quay thưởng được phần thưởng của nó nhé. Phần thưởng của nó lên tới tổng là 35.000 USD nha các bạn. Đấy, ở đây thì các bạn đầu tiên các bạn mở cái app của sàn Binance lên và các bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy ở cái phần banner này nó sẽ có cái banner mừng sinh nhật 5 tuổi này. Các bạn click vào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là trao thưởng lên tới 700 triệu đồng nhé, tổng phần thưởng nhé. Ở đây có cái nút tham gia tại đây, các bạn click vào. Ở đây thì nó sẽ có cái giao diện phần thưởng này các bạn này. Và các bạn sẽ cần phải làm những nhiệm vụ để có thể hoàn thành được và nhận phần thưởng nhé. Bao gồm các nhiệm vụ này: giới thiệu một bạn bè, đăng ký tài khoản sàn Binance, các bạn sẽ nhận được 3 lượt quay này. Mua tối thiểu là 50 USDT P2P thì các bạn sẽ nhận được 2 lượt quay. Mua tối thiểu là 100 USDT ở phần P2P của Binance thì các bạn sẽ nhận được 4 lượt quay. Trade khối lượng lớn hơn 100 USDT ở cái cặp BNB ấy, thì các bạn sẽ nhận được 1 lượt quay này. Trade tối thiểu là 300 USDT thì ở cặp ETH thì các bạn sẽ nhận được thêm 4 lượt quay. Trade tối thiểu là 500 USDT ở cặp BTC thì các bạn sẽ nhận được 6 lượt quay. Và chia sẻ lên các mạng xã hội thì các bạn sẽ nhận được 1 lượt quay nhé. Ở đây thì bắt buộc các bạn sẽ phải trade và các bạn nhấn vào nút do it này để các bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ mình sẽ lấy ví dụ nhé. Ở đây mình sẽ trade BNB chẳng hạn này, các bạn nhấn do it này. Chúng ta sẽ trade lệnh đây. Bạn chọn các bạn chẳng hạn các bạn bán nhé. Đấy, các bạn nhấn bán thì các bạn sẽ bán thành công. Và cái khối lượng giao dịch của mình là mình dùng 150 USD để có thể giao dịch. Thì như vậy là đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đầu tiên đúng không? Bạn có thể quay trở ra và các bạn vào lại cái banner. Thì các bạn sẽ thấy là cái nhiệm vụ của chúng ta đã vừa hoàn thành, completed này. Và tiếp tục chúng ta sẽ làm thêm các nhiệm vụ để có thể nhận được thêm lượt quay nhé. Giao dịch với ETH khối lượng là 300 USDT này. Các bạn vào đây. Các bạn vào cái phần này. Chúng ta mua qua bán lại thôi. Đây ví dụ các bạn mua nhé. Sau đấy các bạn bán luôn. Các bạn đặt lệnh bán luôn. Tiếp tục mua. Ở đây thì các bạn có thể tính được cái khối lượng giao dịch của bạn ấy. Đây, ví dụ mình sẽ bán ở mức giá này. Lỗ tầm 2 đô phí rồi anh em ạ. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã giao dịch thành công đúng không? Các bạn quay trở ra, các bạn kiểm tra cái nhiệm vụ của chúng ta này. Các bạn vào phần đây. Các bạn sẽ thấy là chúng ta đã hoàn thành những cái nhiệm vụ này. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này nhé. Được 6 lượt quay các bạn này. Trade tối thiểu là 500 USDT BTC. Thì các bạn có thể giao dịch sử dụng nhiều lệnh nhé. Ví dụ này. Mình mua này. Đấy, sau đấy mình đặt lên lệnh này để bán. Nó khớp khá là nhanh. Đấy, thì chúng ta phải sử dụng khoảng tầm 3-4 lệnh tùy vào số tiền mà chúng ta đặt. Đấy. Tiếp tục bán này. Cứ một lần mua bán như thế thì nó sẽ đều tính cho các bạn về cái giá trị nha các bạn. Tức là các bạn mua 150 đô, bán 150 đô thì nó sẽ tính tổng cái khối lượng giao dịch của chúng ta để có thể xét cái nhiệm vụ của chúng ta đã đủ cái volume chưa. Đấy, chúng ta kiểm tra cái nhiệm vụ này. Đấy, các bạn có thể thấy là cái nhiệm vụ trade 500 USDT này chưa thành công này. Tại vì là mình còn thiếu một lệnh nữa để đủ cái khối lượng giao dịch là 500 USDT. Chúng ta quay trở ra xem lại cái... Các bạn trade cái này các bạn cẩn thận nhé, nếu không các bạn sẽ bị lỗ đấy. Ok, như vậy là khớp lệnh rồi đúng không? Khớp lệnh rồi có nghĩa là mình đã hoàn thành rồi. Quay trở lại. Ta sẽ thấy là cái nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Và các bạn có khoảng tầm, mình xem là 11 lượt quay. Bắt đầu chúng ta quay thôi. Các bạn nhấn vào go này để quay thưởng. Phần thưởng lớn nhất ở đây là 10 BUSD nhé. Còn nếu mà chúng ta đen thì chúng ta sẽ bị mất lượt, kiểu dạng như không may mắn ấy. Thông thường thì các bạn, nếu các bạn trúng thì các bạn cũng trúng được khoảng tầm 2-3 BUSD là phổ biến này. Còn không thì các bạn quay vào ô try again. Có vẻ như không may lắm các bạn ạ. Có vẻ như là không may mắn lắm thôi. Mình sẽ quay hết cái lượt quay của mình luôn nhá. 10 BUSD nào. Đen quá các bạn ạ. 2 BUSD cũng được. Ok, như vậy là quay gần hết tất cả số lượt quay nhưng vẫn không có tiền. Ok, như vậy là hết lượt quay rồi. Thì ở đây ý, thì thông thường các bạn sẽ thường trúng vào 2 BUSD hoặc là 3 BUSD. Ở đây thì các bạn có thể thấy ở trong cái kênh tele của mình ấy. Đây này. Ở đây mình quay được hai phần, đó là 2 BUSD và 3 BUSD. Thì cái này các bạn cân nhắc để có thể tham gia nhé. Còn nếu như mà chúng ta xui thì các bạn sẽ bị mất phí giao dịch. Còn nếu các bạn hên thì các bạn được 10 BUSD hoặc là 5 BUSD hoặc là 3 BUSD. Thì đây là cái này tùy vào cái nhân phẩm của bạn nhé. Đấy, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn về cái cách để chúng ta có thể tham gia event đến từ sàn Binance chia sẻ lên tới 700 triệu đồng tiền Việt nhé các bạn. Đấy, thì các bạn có thể cân nhắc và tham gia nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.